Website đào tạo Forex gửi đến nhà đầu tư nha. Đây là tài khoản của Trần Quốc Minh, nạp tiền từ ngày 20 tháng 12 năm 2016, 980 đô, mọi người theo dõi nha. Và cho đến ngày 16, 17 gì đó, tôi có rút trước một khoản là 500 đô về, sau đó hai ngày hôm sau tôi rút toàn bộ số tiền này về. Đây, mọi người xem lợi nhuận nhé. Và tôi có rút tiền về, rút theo đây, số tiền tôi rút về. Đó, đây này, mọi người. Và bây giờ tôi sẽ đưa mọi người qua coi nguyên cái lịch sử giao dịch của tài khoản này nha. Đây chính là lịch sử giao dịch của tài khoản vừa qua. Đây mọi người sẽ thấy về Trần Quốc Minh. Đó, đây mọi người thấy không? Đó, tôi cho mọi người thấy đây là một cái history lịch sử. Mọi người đi học ở bất kỳ đâu thì phải kêu người ta xuất được cho mọi người một cái history lịch sử để mọi người theo dõi. 980 đô gửi mở tài khoản từ ngày 20 tháng 12. Đây full tài khoản, nhờ tôi theo dõi. Đây là trong dịp Noel và Tết Tây nên cũng nghỉ rất là nhiều và tôi cũng không có tập trung đánh. Tài khoản này tôi chỉ lời được khoảng trên 50%, gần 60% tài khoản của tôi. Đó. Và tôi đã rút toàn bộ tiền về, bắt đầu nghỉ Tết. Đó. Nhưng mà số hit này tôi mới xuất ra cho đến ngày 17, 16, 17.